một trong những món quà từ vùng biển miền Trung. Rong nho được biết đến là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, hỗ trợ tốt cho sức khỏe, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn GKVN, rong nho là loại thực vật khó tính, cần được nuôi trồng ở vùng biển nước sạch, không ô nhiễm. Để sản xuất ra loại rong nho có giá trị dinh dưỡng cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, doanh nghiệp đã lựa chọn giống và ứng dụng công nghệ nuôi trồng của Nhật Bản theo phương pháp 100% tự nhiên, với hệ thống lọc than hoạt tính, công nghệ xử lý nước bằng ozone và tia cực tím. Tại đây, công nhân sẽ chọn những cọng rong đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc, khỏe, sạch tạp chất để đảm bảo cho rong nho đạt chất lượng tốt nhất. Ngoài rong nho tươi, đơn vị đang cung cấp cho thị trường cả rong nho muối, rong bột và rong nho giống. Sản phẩm rong nho GKVN của chúng tôi được kiểm soát nghiêm ngặt theo đúng tiêu chuẩn của HACCP, FDA của Mỹ và HALA. Rong nho thì nó được nuôi trồng tại vùng biển nước sạch, nó không bị ô nhiễm từ các khu công nghiệp. Nó sinh trưởng trong môi trường tốt nên nó rất thích hợp với mỗi đối tượng, mỗi lứa tuổi sử dụng sản phẩm này. Hiện tại sản phẩm rong nho của đơn vị đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn FDA của Hoa Kỳ, HACCP, HALA và được phân phối rộng rãi tại các hệ thống siêu thị trên cả nước. Người tiêu dùng cũng có thể đặt hàng sản phẩm trực tiếp trên website của doanh nghiệp hoặc các trang thương mại điện tử. Sản phẩm hiện đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore.